Bạn nghĩ tất cả mình đều trong tay là ước muốn của mọi người. Ở bên trong lâu đài thật xa hoa để tôi tớ phục vụ suốt ngày đêm. Nhưng bên trong tường hoàng gia đây cuộc sống mỗi phút ngột ngạt. Tương lai ta chẳng thể định đoạt rồi từng ước muốn đành chôn mãi dần quên. Họ chỉ biết ta bởi từng bản tin. Họ muốn ta thành nữ hoàng như thế. Được là ta hôm hoàn hảo. Cuộc đời này thì ai cũng được là mình. Và cuộc đời này thì ai không mong được chinh phục những ngọn núi cao. Lật nghiêng nơi cung kia là công chúa chẳng thể người ta. Là công chúa mà và được quyền viết ra luật.